Gần đây, thông tin về việc một nhà chùa tổ chức lễ phóng sinh nhiều loại cá xuống sông Hồng trước cửa đình Bắc Tràng, Gia Lâm, Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.000 Phật tử đã gây xôn xao dư luận. Đặc biệt, tại lễ phóng sinh này xuất hiện hình ảnh nhiều thùng cá được cho là loại cá chim trắng. Nhiều người lo ngại việc thả phóng sinh loại cá này sẽ phá hủy hệ sinh thái sông Hồng. Chiều ngày 9 tháng 2, trao đổi với phóng viên, Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho hay, đơn vị đã cử cán bộ xuống xã Bắc Tràng kiểm tra từ chiều ngày 8 tháng 2. Làm rõ thông tin này, Đại Đức Thích Nghiêm Giám, đệ tử của Thượng tọa Thích Trân Quang, Chùa Phật Quang cho biết, việc phóng sinh là truyền thống tốt đẹp thể hiện lòng từ bi của người con Phật. Đại Đức bày tỏ, buổi lễ hôm 5 tháng 2 tổ chức, Nhà chùa có đặt theo đầu mối khoảng 7 tấn cá các loại để tiến hành phóng sinh Trong đó có khoảng 2 tấn cá mè trắng, 2 tấn cá trôi, 1,5 tấn cá chép, 1,5 tấn cá trê Các loại cá được chọn phóng sinh đều đã được tham khảo và phù hợp với môi trường ở đây Chứ không phải thả bừa và không thăm vấn Cũng theo đại đức này thì trong quá trình buổi lễ diễn ra Một số gia đình Phật tử, người dân có gửi kèm các loại ốc, cá và các loại thủy hải sản Sống dưới nước để được phóng sinh ở đây chắc có lẽ không biết nên trong lúc đông người, một số người dân mới mua loại cá chim rắn rồi chuyển xuống để thả. Việc này là ngoài sự kiểm soát của chúng tôi và nằm ngoài lượng cá mà đã đặt mua trước đó. Tuy nhiên, sau khi có thông tin đăng tải, chúng tôi đã có liên lạc với cơ quan chức năng của ngành thủy sản thì được biết loài cá chim trắng mà hình ảnh chụp đó là loại được phép nuôi trồng và không nằm trong danh mục cấm gây hại cho môi trường. Còn loại cá bị cấm là loại cá hổ hay cá cọp ở Nam Mỹ cũng nguy hiểm như rùa tay đỏ nên không có chuyện thả loại cá này. Đại đức thích nghiêm giám bày tỏ. Vào cùng ngày, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho hay, cá chim trắng có nguy cơ xâm hại nhưng vẫn được phép nuôi ở ao hồ. Vì vậy, nếu thả ra sông Hồng cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm. Mặc dù vậy, vẫn không thể phủ nhận loài cá này thật sự nguy hiểm. Trên thế giới, người ta gọi loài cá này là cá răng đao hay cá piranha. Loài cá này có nhiều chi khác nhau với những đặc điểm bề ngoài cũng khác nhau, nhưng điểm chung của chúng là loài cá hung dữ, linh hoạt và có những chiếc răng vô cùng sắc bén. Cá chim trắng, Colossoma prachibomum, một loài cá ăn thịt đáng sợ trong họ cá hổ Characidae, du nhập từ Nam Mỹ. Rất nhiều cá thể của loài này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của con người, thoát ra vùng đồng hồ. Chúng tấn công ăn thịt rất nhiều loài cá bản địa, chúng là nỗi khiếp sợ của các loài lưỡng cư, bò sát và ngay cả một số loài thú nhỏ. Trước đây, loài cá chim trắng này được nuôi nhiều ở trong ao hồ ở nhiều vùng của Việt Nam. Tuy nhiên, loài cá này từ nhiều năm nay đã được cảnh báo là một loài vật nguy hiểm khi có khả năng sát thương với các loài sinh vật khác, kể cả con người. Những ghi nhận cách đây vài năm tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai là cá chim trắng được nuôi trong ao đã cắn đứt ngón tay út của một người phụ nữ trong lúc giặt quần áo ở cầu ao. Những con cá chim trắng trên 1kg trở lên thường hay tấn công đàn vịt con nuôi chăn thả trong ao. Loài piranha trên thế giới cũng là nỗi khiếp sợ của nhiều người khi chúng có khả năng tấn công cực kỳ nhanh nhạy và dứt khoát. Vào khoảng năm 2015, một cậu bé 11 tuổi người Peru không may đã bị ngã xuống sông Sau đó bị một đàn cá Piranha rỉa thịt cho đến chết Loài cá sát thủ Nguy hiểm bậc nhất tại các nước Nam Mỹ Piranha luôn khiến người dân Phải dè chừng và tránh xa Mỗi khi tới gần vùng sông nước Với bộ răng sát nhọn Có thể cắn đứt cả kim loại như vậy Không ngạc nhiên khi một đàn cá Piranha có thể sơi tái một chú bò Chỉ trong vòng 10 đến 15 phút Còn với kích cỡ của con người Chắc tầm khoảng vài phút không chỉ sở hữu hàm răng sắc nhọn, piranha còn có thính giác khá nhạy. Điều này giúp chúng xác định vị trí của con mồi ngay cả trong dòng nước đục. Đặc biệt hơn, cá piranha còn được mệnh danh là loài vật khát máu. Bởi lẽ khi tấn công con mồi, nạn nhân bị chảy máu dưới nước sẽ càng kích thích bản năng ăn thịt của piranha và càng khiến loài cá này tấn công điên cuồng hơn. Chính vì vậy mà nhiều bộ phim được lấy ý tưởng từ sự tấn công gây rợn của piranha Sông Amazon cũng là nơi sinh sống của loài cá piranha. Cá piranha thường tấn công vào những loài động vật đến gần sông uống nước, thậm chí chúng còn có thể tấn công du khách hoặc những nhà thám hiểm. Piranha có thể trở thành cơn ác mộng của những người đặt chân đến Amazon. Đó là những nguy hại thật sự đã diễn ra ở các nước trên thế giới do chính loài cá thuộc họ hàng với loài cá chim trắng ở Việt Nam. Dù có thông tin cho rằng loài cá chim trắng không bị cấm nuôi, tuy nhiên Mọi nguy hại của nó đối với các loài sinh vật khác, thậm chí là cả con người thì vẫn nên được kiểm soát một cách chặt chẽ. Người dân cần đặc biệt chú ý trong việc lựa chọn lợi cá phóng sinh cho sau này. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh báo nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.